một buổi sáng cuối tuần ở đường sách Hai Bà Trưng, thành phố Huế. Dân sưu tầm tem gọi đây là chợ tem. Nghe cũng lạ, nhưng nếu chịu khó quan sát một chút thì quả thật nó là nơi mua bán tem. Một cái chợ thật dễ thương. Có thể nói là một cái điểm khá thú vị của cái phong trào sưu tập tem ở Huế, đó là câu lạc bộ tem đã sớm tổ chức được những cái phiên chợ tem theo định kỳ, thì mỗi tháng tổ chức một lần. Dịp chợ tem để là cái dịp mà mọi người đến để khoe cái bộ sưu tập của mình và trao đổi những cái câu tem mà họ đang còn thiếu. Họ là những người chơi tem thực thụ. Người già nhất đã 84 tuổi. Trẻ nhất là các em. Những cô cậu học trò mới 12, 13 tuổi. Trong số họ, có người đã có những bộ sưu tập khủng trị giá hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng. Nhưng chờ là chờ. Ai cũng có thể đến để mua và bán. Đôi lúc chỉ là để thưởng thức những con tem đẹp và quý hiếm để mở mang tầm mắt. Nó không chỉ thu hút các cái bạn yêu tem ở Huế mà nó còn thu hút những cái người sưu tập tem từ các vùng miền trên đất nước Việt Nam. Ví dụ như những cái kỳ chợ tem thì chúng tôi đã đón nhận rất là nhiều bạn từ Hải Phòng, từ Hải Dương, từ Hà Nội, từ thành phố Hồ Chí Minh, từ Nha Trang về Huế. Và những cái lần mà tổ chức chợ tem như vậy, nó đã làm thêm cái phong phú cho cái cách chơi của những người sưu tập. Vậy, tem có điều gì lý thú khiến người ta đam mê đến như vậy? Bởi vì con tem này nó như một cái sứ giả hòa bình, nó đi khắp trên thế giới, mang lại những cái thông điệp rất là hay. Một con tem nhỏ thôi, nhưng mà nó hàm chứa mở ra một cả khung trời lớn. Hầu như quốc gia nào thì cũng có con tem, nó cũng đi cùng lịch sử của cái quốc gia đó. Qua cái sưu tập tem thì từ bản thân mình cũng thấy được là mình học rất nhiều. Cái sưu tập tem này thực ra là nó là một cái thú vui rất là tao nhã. Nó dành cho nhiều tầng lớp, nhiều lứa tuổi, ai cũng có thể tham gia. Lịch sử ngành bưu chính Việt Nam có từ năm 1945 và con tem của bưu chính Việt Nam chính thức được phát hành vào năm 1946. Thực hiện sứ mệnh của mình là chuyên chở những lá thư trên mọi ngã đường của Tổ quốc và khắp năm châu bốn bể. Sứ mệnh như vậy nên những con tem không thể chỉ dừng lại ở giá trị của bưu cược chuyên chở, mà nó còn mang những giá trị và thông điệp thiêng liêng khác.
ngoài cái chức năng của nó là cái phương tiện thanh toán cước phí của người sử dụng dịch vụ bưu chính, thì cái con tem bưu chính nó còn có những cái đặc thù khác. Thực ra nó như một cái tác phẩm nghệ thuật và như một cái bức tranh thu nhỏ và rất nhiều thông tin ở đó. Ngoài ra thì cái một cái phương tiện nữa là quảng bá cho quốc gia của mình, quảng bá về văn hóa này, về lịch sử này, về du lịch này, đấy, rồi về danh nhân, danh lam thắng cảnh, vân vân. Cho nên là chính từ cái ý nghĩa rộng lớn của nó như vậy, cho nên là trên thế giới hiện nay là thu hút cũng khoảng trên 300 triệu người là sưu tập tem. Chị Châu Thị Lan Phương nguyên là cán bộ của ngành bưu chính. Chị làm việc ở bộ phận nghiệp vụ bưu chính và phát hành báo chí thuộc Bưu điện Thừa Thiên Huế. Tiếp xúc thường xuyên với các loại thư từ, bưu thiếp có dán tem. Đối với chị, con tem thật thân thuộc và gắn bó. Có lẽ bởi vậy nên khi về hưu, chị Phương đã trở thành một nhà sưu tập tem khá đặc biệt. Hiện nay thì cô sưu tập là đi theo thời gian. Cho đến nay thì là Bưu điện Việt Nam đã phát hành như vậy từ năm 1946 đến nay, tức là dòng tem Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Cho đến nay là 1094 bộ, thì cô cũng gần như đầy đủ. Thì ngoài ra thì mình cũng có tham gia một ít bộ tem trong các cuộc triển lãm ở Hà Nội, rồi ở miền Trung Tây Nguyên, đấy, rồi ở Đà Nẵng. Theo các nhà sưu tầm tem cho biết, từ năm 1945 cho đến nay, Bưu chính Việt Nam đã phát hành 1094 bộ tem với hàng nghìn mẫu mã khác nhau. Để hình thành những bộ tem đặc sắc như thế này, ngành bưu chính có hàng một đội ngũ họa sĩ riêng để vẽ và thiết kế mỹ thuật cho tem. Chủ đề của các bộ tem liên quan đến các sự kiện lịch sử của dân tộc Việt Nam, các danh nhân trên các lĩnh vực khác nhau của đời sống chính trị, lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, khoa học kỹ thuật, danh lam thắng cảnh, văn hóa đặc trưng của các vùng miền, nông nghiệp nông thôn, các sự kiện tiêu biểu của đất nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống. Hay đơn giản là giới thiệu các loài hoa quả là đặc sản của các địa phương, các loài động vật quý hiếm, trang phục đặc trưng của các dân tộc Việt Nam. Người ta nói, tem thư là những hình ảnh thu gọn của một đất nước, giới thiệu đến bạn bè thế giới là như vậy. Tem còn là những câu chuyện thật thú vị và không có hồi kết, khơi gợi trí tưởng tượng, sự tìm tòi khám phá và cả những điều thiêng liêng gắn liền với những thăng trầm lịch sử của dân tộc. Có rất là nhiều cái loại tem, ví dụ như tem sống là tem chưa qua thực gỡ, nó chưa làm nhiệm vụ của một cái con tem, tức là để mà gửi chuyển phát thư. Tem chết, tức là người ta tính gọi như vậy trong nhà nhái, tức là tem đã làm xong cái nhiệm vụ của mình rồi, tức là đã có dấu của bưu chính động vào đó rồi, và đã hoàn thành nhiệm vụ. Có khi con tem sống thì nó rất là có giá trị, bởi vì nó còn nguyên bản như vậy, nó chưa qua cái thời kỳ mà nó vẫn giữ nguyên được cái giá trị của nó. Tuy nhiên, có những con tem chết nó rất có giá trị. Tôi ví dụ, có những cái con tem mà qua các kỳ triển lãm, mọi người xem thấy rất là xúc động. Ví dụ những cái con tem mà trước đây các anh, các chú bộ đội của mình ra chiến trường
gửi về cho gia đình, hoặc là một cái anh bưu tá trên đường vận chuyển như vậy thì phải hy sinh. Và người ta lục trong cái túi của những người chiến sĩ đó ra thì thấy một cái con tem đang còn đẫm máu, một con tem bị bắn xuyên lục như vậy, và có cả dạng con tem ở đó, và có những con tem chưa kịp gửi đi. Thì chúng tôi cho rằng là những con tem như vậy nó rất là vô giá, bởi vì nó rất là có ý nghĩa, nó gắn với một cái sự kiện cụ thể. Ngành bưu chính viễn thông đang có nhiều sự thay đổi lớn phù hợp với thời đại công nghệ 4.0. Những cảnh thư tay đang được thay thế dần bằng thư điện tử hoặc những cụ phôn tiện lợi và nhanh chóng. Nhưng không phải tem thư vì vậy mà mất đi giá trị của nó. Vì đối với nhiều thế hệ, nó đã được nuôi dưỡng bằng thật nhiều cảm xúc và tình cảm khó quên. Ngày xưa là chỉ có viết thư cho nhau. Ngay cái thời mà khi con đi học, hoặc là sau này yêu nhau, yêu người yêu cùng vậy thôi. Chỉ có thư từ thôi, chứ điện thoại đâu ra. Và thực ra là cô nghĩ rằng cái lá thư mà khi mình cầm được của người thân gửi á, nó xúc động lắm, nó bồi hồi lắm. Và đọc những cái dòng chữ đấy và mình cảm thấy như giống như là người thân đang ở bên cạnh mình vậy. Và nó có một cái cảm giác rất là khó tả. Đấy, nhưng mà sau này tất nhiên là cái thời đại công nghệ, cho nên ngay như những cái lá thư mà viết tay mà gửi qua cái thùng thư bưu điện thì cái sản lượng nó ngày càng giảm. Nhưng mà nó vẫn còn một phần nào đó khách hàng á, người ta muốn gửi cho người thân và người ta muốn đến thủ thị với người thân qua những cái dòng chữ trên cái trang giấy, thì cảm thấy nó thú vị hơn là cái việc là mình alo hàng ngày. Không đi nữa, người ta vẫn gửi viết thư cho nhau. Khi nhìn những cái con tem thế này thì mọi người rất là ngạc nhiên. Vì sao ảnh cá nhân của mình lại được lên tem? Năm 2018 thì một cái tin vui đến với tất cả những cái người mà yêu mến sưu tập tem. Đó là công ty tem đã mở ra một cái dịch vụ mà chúng tôi cho là rất là hay. Tất cả những cái hình ảnh của cá nhân, của bạn bè, của gia đình, những người mình yêu thích có thể lên tem. Và chúng tôi thấy là đây cũng là một cái cách làm rất là sáng tạo. Và chúng tôi cho rằng đây cũng là một cái bước đột phá rất là lớn, để rồi là nó tăng thêm giá trị và tinh thần cho những cái người mà yêu mến tem, cũng như là làm cho những cái bộ sưu tập của tem nó tăng thêm cái giá trị được nhiều hơn. Thì chỉ là một con là đủ, ví dụ mấy xét nữa. Nhưng ví dụ gửi về Việt Nam... Để nuôi dưỡng những cảnh thư tay, ngày nay ngành bưu chính cho phép in ấn những con tem mang chân dung của người gửi như thế này. Tuy nhiên, nó chỉ có giá trị dán kèm với tem thư chính thống có giá bưu cước như quy định của ngành bưu chính. Và những con tem có giá trị thực sự vẫn là những con tem trong các bộ sưu tập quý giá của các nhà sưu tầm qua nhiều thế hệ. Chúng vẫn đang viết tiếp những câu chuyện của mình, của ngành bưu chính Việt Nam và của những dặm dài đất nước.